Chạy dữ hả? Trời trời. Trời nhỏ mà nó khỏe dữ ta. Đù, hồi đó giờ mới bắt mới thấy con trôi mà nhỏ mà chạy khỏe vậy. Chết cha. Ừ. Lấy giật cho chắc hay sao? Cái lưỡi nó móc miêu quá. Sao nó sảy uổng? Lên luôn hả? Rồi nó móc có chút xíu ở trên ở mép trên nè. Thôi. Cho cái vợt kia đi. Lấy cái vợt bên kia kìa, có làm sẵn kìa. Trời ơi. Khó lắm rồi lên nó uổng lắm. Rồi công nhận cái nhỏ mà nó chạy gớm thiệt. Em bay cần luôn mà. Con này là nhỏ nhất rồi, lát bự. Vậy hả? Vô em. Đó. Vậy đi cho nó chắc. Cho đỏ phải không? Cho đỏ cho trắng. Cho đỏ. Đỏ. Chuyển thành màu đỏ bây giờ. Nè để em gọng luôn, cái gọng đây nè. Đây để em gọng cho. Đó, lên nè, lên hen. Hai nhớt rồi nha cả nhà. Mình tay lên chép hả? Đây. Trôi. Ủa nó móc hết trên nè, chút xíu nó sảy rồi thấy không? Ủa nó ăn hơi gớm thì chứ. Chút cái này mà dắt lên nó sảy liền. Ừ, nó móc ở trên, nó làng sao mà nó móc ở trên cái mỏ luôn chứ không phải trong mỏ nữa. Đây, trôi xong. Nhỏ mà nó chạy gớm thiệt. Trôi xong. Trôi đỏ. Con này chắc cả nửa ký à. Quá đẹp. Thôi cái mỏ ra. Nó chạy như cine vậy. Rồi đi gọng nó thôi.